Ok, hello, xin chào anh em có khỏe không? Mình thì đéo khỏe chút nào. Quay lại với cả cái trận đấu thứ hai là vẫn là tiếp tục của bạn Minh Ninh Nhật nhá. Thì mình đã ưu tiên bạn Minh Ninh Nhật là gợi ý kèo gì thì mình làm luôn, bởi vì là bạn liệt kê rất là đầy đủ và chi tiết. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu tiếp theo, đó là những người có mức tiền thưởng truy nã dưới 100 triệu đánh với cả những người có mức tiền thưởng truy nã trên 100 triệu. Tiền thưởng truy nã 100 triệu Nami là 66 thì phải. Nami này, Frankie là chín mấy, 91, Chopper là 100 này, Brock là tám mấy nhỉ, mình không nhớ rõ lắm. Crocodile này, Buggy, Perona, Bonlay, Bonlay mất tích, Bo Hancock, ok, rồi. Chúng ta sẽ đánh với mức tiền thưởng truy nã trên 100 triệu là Shanh, Tứ Hoàng chắc phải hơn 4 tỷ rồi, 4 tỷ mấy. Ok, Teach, Teach là 2 tỷ mấy. Newgate 5 tỷ. Luffy tỷ rưỡi. Ace là hình như là hơn 300 triệu. Sabo 600 triệu, hơn 600 triệu. Zoro là 300. Hơn 300. Sanji là cũng hơn 200 rồi này. Hơn 300 rồi này. Jinbe hơn 500. Vậy là những người có mức tiền thưởng truy nã dưới 100 triệu đánh với cả mức tiền thưởng truy nã trên 100 triệu. Ok. Bên kia toàn tay to mặt lớn, bên này toàn kiểu rác ấy. Hơi căng nhỉ. Ok, có vẻ như là chúng ta sẽ đánh bằng những người khá là yếu đuối, trừ Frankie. Frankie là hơi già rồi, sẽ quật sạch phát rồi, Vitex. Mình đã đánh được một combo này. Ôi, Shanks vụt bay của mình kìa. Hoàng tử gió à? Hoàng tử què tay. Đinh đinh. Ôi dồi ôi, chém đau quá. Ôi dồi em ơi. Đánh người rất là bé đi đánh rốt chẳng. Ok, cái này để chạy em khác. Thì đứng super trước khi rốt chẳng vận được chứ. Đẹp thế. Cay nhỉ. Chết luôn kìa. Chẳng khỏe thế. Chết cụ mới đê. Cho vợ yếu quá. Anh em nhìn được một trời vực mẹ luôn. Trời vực mẹ đấy. Không toàn rồi. Black hole, em thấy không? Chopper rất là yếu, xong rồi chỉ chắc là lấy vào để kiểu trị thương ấy. Thôi đi rồi.
Rồi, chỉ cần chọn phát nữa. Ok, xong rồi nha. Xong, đồ đen luôn. Chạy luôn. Phải là Nami cần 3. Còn lại thế giới thế đấy. Rồi luôn, Nami đi về ba anh em kia để xác định rồi. Thằng Luffy đầu tiên này. Thằng Luffy đầu tiên. Đó là to đầu. Tha mình. Tha nữa này. Tha mình. Ui xa, xa. Ui, cao su của chúng tôi. Ui, cao su của chúng tôi. Rồi, chết đi luôn. Rồi, quá anh lừa thì đánh cái gì? Lừa thì đánh cái gì? Rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha. Đốt hết mày của tôi, đốt hết mày của tôi không? Đừng chạy. Nami mệt đề mức khó là 7 anh em nhá, chứ không phải là 1 đâu. Thế nên là anh em đừng có phải là máy dễ thế. Ok, chúng ta đã sử dụng Nami và vụt chết được 2/3 người rồi. Bây giờ là đến phần của Brook, Buggy và Crocodile. Rất là dễ thôi. Tất cả máu rồi. Toàn nhớ. Rồi ok. Chúng ta đã sử dụng Buggy mà không sử dụng chiêu ôm. Vậy là chúng ta đã chiến thắng rồi. Bây giờ đến ba thằng trong thành viên băng mũ rơm. Đây là thành viên băng mũ rơm nhá. Anh em đừng bảo mình cái gì. ここ傷。うわ。調子に乗りやがって。これで、これ。ここ。ここ。え、かい。あ、いや。 Bác đánh đàn mà, sao gì? Kiểu chết rồi. Ôi, được rồi. Cú đá TQ à? Cú đá TQ à? Thế? Thế đúng. Khỏe nhờ, khỏe đấy, khỏe đấy. Rồi Ichibizu là mình mất năng lực của chắc gì đó. Đáng thế. お前を目障りな敵として認めよう。うん。だ。俺はそれまでの男だ。俺は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 
Rồi sao thì chết luôn rồi. Crocodile nó cho quả ulti đầy cát vào mặt này. Ok, ok chưa? Rồi, ok. Học tập gì đây? Không vang rồi. Bất kỳ ạ, sẽ đâu. Vang rồi, chúng ta còn 3 người cuối thôi anh em ạ. Nó lại khó nha. Chết rồi, 3 người cuối làm sao mà đánh được. Venona được Jin Bay phải đái đấy. Thấy chưa? Cái ném nước vào mồm mình à? Mặt bố mày. Đến vào mặt bố mày. Mặt bố mày. Vàng rồi. Ê. Đi. Lao đến đập tạo. Ok. Để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.